Xin chào quý vị và các bạn. Những ngày này nền nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ ở mức khá cao, ngoại trừ các tỉnh vùng núi cao do điều kiện địa hình cho nên nhiệt độ còn ở ngưỡng dễ chịu. Còn lại hầu khắp các tỉnh thành Bắc Bộ, ban ngày trời nắng nóng cùng với mức nhiệt độ trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều đồng loạt tăng lên từ 35 đến 37 độ, có nơi lên trên 37 độ. Dự báo trong ngày mai, nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo chi phối các tỉnh thành Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất vẫn dao động từ 34 cho đến 37 độ, có nơi trên ngưỡng 37 độ. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ xảy ra trong khoảng từ 12 giờ cho đến 16 giờ. Sau đó sang đến những ngày đầu tháng 8, quá trình hội tụ trên các mực cao khả năng thiết lập và đem đến những cơn mưa rào và dông cho các tỉnh thuộc khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Thời điểm mưa sẽ tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm. Ban ngày trời có nắng gián đoạn cùng với nền nhiệt độ giảm và nắng nóng suy giảm dần. Còn đối với khu vực đồng bằng thì mưa xảy ra không đều và phải từ chiều tối ngày mùng 2 tháng 8, tức là khoảng chiều tối ngày thứ tư giữa tuần sau thì mưa dông mới có xu hướng lan rộng hơn xuống các tỉnh đồng bằng, trong đó bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Nắng nóng vì thế cũng chấm dứt trên khu vực. Mưa cũng đã giảm nhanh tại các tỉnh thành Trung Bộ, nắng nóng bắt đầu xuất hiện cục bộ trong khoảng trưa chiều nay. Dự báo trong 3 ngày tới, miền Trung duy trì trạng thái thời tiết là có mây thay đổi, phổ biến ít mưa cùng với nền nhiệt độ tiếp tục tăng lên, nắng nóng lan rộng hơn tại các tỉnh vùng núi và đồng bằng từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Phú Yên với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tăng lên mức từ 35 đến 37 độ, một vài nơi cao hơn ngưỡng 37 độ. Ở các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nắng có cường độ trung bình nên nhiệt độ cao nhất chủ yếu trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Thời tiết vẫn khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch tại các bãi biển xinh đẹp nơi đây. Tại các tỉnh thành thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, đới gió mùa Tây Nam tiếp tục chi phối. Tuy nhiên, do quá trình hội tụ giảm cho nên diện mưa và cường độ mưa nơi đây có xu hướng giảm. Chỉ còn xảy ra lác đác về cuối ngày và nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam được dự báo biến đổi không nhiều. Về đêm và sáng, thời tiết khá mát mẻ với nhiệt độ tại vùng cao nguyên giảm về khoảng từ 21 cho đến 24 độ, trong khi Nam Bộ dao động từ 25 cho đến 27 độ. Vào trưa chiều trời vẫn đôi lúc có nắng gián đoạn và nhiệt độ tăng lên, dao động từ 29 đến 32 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Mức nhiệt ở ngưỡng vừa phải và phù hợp với quy luật hàng năm. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Hiện nay do ảnh hưởng của bão số 5 trên khu vực Đông Bắc Biển Đông kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, cho nên các khu vực biển bao gồm phía Đông Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Đặc biệt là các khu vực từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 cho đến cấp 9, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét, biển động. Tuy nhiên trong ngày mai, khi bão số 5 đi vào đất liền khu vực tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thì từ ngày mai trở đi, thời tiết và tình trạng biển sẽ trở lại ổn định dần trên khu vực Bắc Biển Đông. Trong khi đó, gió mùa Tây Nam tạm thời suy giảm về cường độ, nên các vùng biển phía Nam chỉ còn thịnh hành gió với cường độ khoảng cấp 5. Riêng vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau vẫn cần lưu ý với gió đôi lúc mạnh lên cấp 6 và giật trên cấp 6, nên tình trạng biển động. Như vậy là đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến hết ngày 1 tháng 8. Từ ngày 31 thì nắng nóng sẽ gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ. Bản tin thời tiết cuối ngày 30 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!